Nutri Kegon, bí quyết sống khỏe người lớn tuổi. Không phải không quan trọng là chúng ta bao nhiêu tuổi mà quan trọng là chúng ta trông như bao nhiêu tuổi, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, về cái góc độ dinh dưỡng thì xin hỏi tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, đó là cái nhu cầu dinh dưỡng của người già thì sẽ thay đổi như thế nào ạ? Vâng. Thưa MC và thưa các quý vị khán giả, chúng ta cũng vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Kim Thanh nói về cái quá trình lão hóa. Thế thì về đặc điểm, về đặc thù với dinh dưỡng thì nó có những cái yếu tố sâu hơn. Là trong cái quá trình lão hóa như thế thì cơ thể chúng ta có một số những cái biến đổi. Da thì khô đi, rồi là các cái hormone giảm, các cái nồng độ hormone giảm xuống. Thế và các cái ví dụ như hệ tiêu hóa của chúng ta cũng bị giảm các cái dịch vị. Cho nên là sẽ giảm đến hấp thu của các cái loại chất dinh dưỡng vào trong cơ thể, và đặc biệt trong số đó là các cái vi chất dinh dưỡng mà chúng tôi nói đến là các vitamin và chất khoáng rất quan trọng, ví dụ như canxi, magie, sắt hay là một số các cái loại vitamin, đặc biệt là vitamin B12 là cái yếu tố nội trong dịch vị dạ dày của giảm đi cùng với quá trình lão hóa thì không có khả năng để hấp thu, hoặc là giảm rất nhiều cái khả năng hấp thu vitamin B12. Và từ đó thì dẫn đến cái việc là cơ thể chúng ta sẽ dễ bị thiếu các cái loại vi chất dinh dưỡng này nếu như không có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Và đặc biệt thì với người già thì cái nhu cầu năng lượng giảm đi. Chúng ta cái chuyển hóa cơ bản của người già giảm đi. Ví dụ như là cái nhóm tuổi từ 15 đến 19 tuổi thì chuyển hóa cơ bản đâu đó vào khoảng là 1610 kilocalo trong một ngày đấy. Thế nhưng mà với người cao tuổi, cùng với lứa tuổi lớn dần lên thì cái chuyển hóa cái năng lượng dành cho chuyển hóa cơ bản này nó giảm xuống. Với cái lứa tuổi từ 50 đến 69 tuổi thì nó giảm xuống khoảng 18% so với cái lứa tuổi 15 đến 19 tuổi. Thế nhưng mà trên 70 thì nó giảm xuống 24%. Có nghĩa là nó đã giảm đến gần 1/4 cái chuyển hóa cơ bản. Thế và đồng thời với nó thì với cái mức độ lao động nhẹ, tôi chỉ nói đến cái mức độ lao động nhẹ thôi nhé, thì cái năng lượng dành cho cái hoạt động thể lực, cái chuyển hóa cơ bản và cái lao động nhẹ ở cái lứa tuổi 15 đến 19 thì nó cũng cao hơn, là khoảng 2.300 đến 2.800 kilocalo trong một ngày. Năng lượng cho cái hoạt động thể lực và chuyển hóa cơ bản của cái người 50-60 là khoảng 1.700 đến 2.000 kilocalo. Nhưng mà với cái người mà trên 70 tuổi thì chỉ còn vào khoảng 1.550 đến 1.800 kilocalo thôi, tùy theo giới. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cái tỷ lệ của các cái chất sinh năng lượng trong cái khẩu phần ăn ấy là chất đạm, chất bột đường, chất béo thì lại không gần như không thay đổi, đặc biệt là đối với chất béo. Với cái lứa tuổi từ 15 đến 19 tuổi thì cái chất béo trong khẩu phần chiếm từ khoảng 25 đến 30%, nhưng mà cái người cao tuổi thì trên 50 tuổi thì cái nhu cầu chất béo vẫn là khoảng 20 đến 25%, có nghĩa là giảm không đáng kể, chúng ta vẫn phải có ăn cái chất béo. Vậy thì phải lựa chọn cái chất béo như thế nào? Ở đấy là một cái bài toán. Thế rồi các cái loại vi chất dinh dưỡng khác ở trong cơ thể mà chúng ta cần, mà tôi đang nói đến là vitamin và chất khoáng đấy, thì một số loại có giảm đi, giảm ít thôi, nhưng có một số loại như là magie chẳng hạn, sắt, kẽm chẳng hạn thì lại giảm không đáng kể, hoặc là một số loại ví dụ như vitamin E chẳng hạn thì lại còn tăng lên một chút so với lại cái lứa tuổi trẻ trước đây. Lý do là tại vì là cùng với lại cái quá trình lão hóa thì các cái cơ thể nhạy cảm với các gốc oxy hóa hơn, các cái gốc tự do hơn, cho nên là cái nhu cầu mà chúng ta cần phải đáp ứng lại thì nó lại cao hơn một chút. Thế cho nên đấy là những cái bài toán đặt ra cho cái việc mà đáp ứng dinh dưỡng, cho cái nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi. Dạ vâng, rõ ràng là theo bác sĩ Trần Khánh Vân cũng vừa chia sẻ thì cái nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi sẽ giảm dần đi theo thời gian, đúng không ạ? Vậy thì bên cạnh cái yếu tố là tâm lý, sinh hoạt thì dinh dưỡng có một cái sức ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người cao tuổi ạ? Vâng, với một cái nhu cầu dinh dưỡng giảm đi về các cái chất sinh năng lượng, không giảm về chất béo, không nhiều về chất béo, và các cái nhu cầu về vitamin, chất khoáng thì gần như không thay đổi hoặc là giảm ít, thì chúng ta lại phải ăn uống như thế nào để giảm cái năng lượng, cân bằng hợp lý giảm năng lượng nhưng mà lại phải giàu các chất dinh dưỡng, cho nên cái việc lựa chọn thực phẩm phải rất là khéo léo. Còn nếu không thì người già dễ bị mắc các cái bệnh như là thừa cân béo phì, do là chúng ta vẫn cần phải đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể nhưng mà ăn thừa năng lượng. Thế và
từ đó thì lại có thể dẫn đến các cái bệnh rối loạn chuyển hóa hay là các bệnh mãn tính không lây, ví dụ như là tiểu đường, tăng huyết áp, rồi là các bệnh về tim mạch, thậm chí là dẫn đến các cái đột quỵ. Và đặc biệt hơn nữa là với các loại vitamin và chất khoáng mà tôi vừa nói đến, nếu như là cung cấp không đủ từ cái chế độ ăn, chúng ta cần khoảng một ngày khoảng 40 cái loại các cái loại chất dinh dưỡng khác nhau từ thức ăn mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Nếu như chúng ta không cung cấp đầy đủ thì nó lại dẫn đến cái việc là thiếu trực tiếp các cái bệnh gây ra do thiếu trực tiếp các cái chất dinh dưỡng này, ví dụ như là thiếu máu do là thiếu sắt, thiếu vitamin B12, các cái biểu hiện về suy giảm miễn dịch do thiếu vitamin A, vitamin D, rồi các cái việc mà các cái rối loạn khác do các cái loại chất chống oxy hóa mà chúng ta không cung cấp đủ. Mà các cái chất chống oxy hóa đấy thì gồm có là vitamin A này, vitamin E này, rồi selen, rồi kẽm vân vân. Thế thì những cái việc thiếu hụt này từ cái chế độ ăn thì sẽ làm cho cơ thể sẽ bị mắc các cái bệnh tương ứng, và vì thế cho nên là chúng ta lại phải đảm bảo là chế độ ăn của chúng ta phải cung cấp đủ các cái vi chất dinh dưỡng này. Dạ vâng ạ. Càng lớn tuổi, sức khỏe càng suy giảm. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng chính là bí quyết giúp sống khỏe và dẻo dai. NutriKegon cung cấp nguồn dinh dưỡng giàu đạm thực vật, đạm sữa, chất béo thực vật cùng 38 dưỡng chất giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, phù hợp với người lớn tuổi, người mới ốm dậy, trước và sau phẫu thuật. Bên cạnh đó, NutriKegon còn bổ sung HMB, dưỡng chất vàng giúp hồi phục khối cơ, cùng lactium giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, tạo giấc ngủ sinh lý cho người lớn tuổi, hỗ trợ tim mạch và tốt cho tiêu hóa. NutriKegon, bí quyết sống khỏe người lớn tuổi.